Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh tiêu nha. Một cách làm mới lạ, bánh tiêu nó có cái độ nở nè. Bên trong thì nó có độ xốp, mềm và bông nè. Bánh rất là ngon luôn và dễ làm lắm, thì mời các bạn cùng xem video nha. Ở đây thì mình chuẩn bị 200g bột mì đa dụng. Thì các bạn dùng cái loại bột mì đa dụng hiệu nào cũng được hết. Thì mình lường bằng 2 chén, vậy là 200g. Đây mình dùng cái loại bột mì của Misan nè, các bạn dùng hiệu nào cũng được nha. Mình dùng tiếp là 100ml sữa tươi, và sữa tươi này thì mình làm cho nó hơi ấm ấm lên. Chút xíu muối. Và đây là 2 muỗng canh đường, mè trắng. Men thì mình dùng men ngọt, các bạn tìm mua trong những tiệm tạp hóa ở chợ. Và một ít bơ nữa nha. Rồi mình sẽ cho 2 muỗng đường vô nè. Men này thì mình dùng muỗng cà phê để lường. Các bạn lường cho mình một muỗng cà phê là 3g men. Mình cho hết phần sữa tươi vô luôn. Muối cho vô luôn. Rồi khuấy cho đường nó tan ra trong men nha. Thì mình cho men nó nở trước á. Rồi mình cho bột vô. Cho vừa cho thì các bạn vừa trộn vậy nè cho nó đều. Mình dùng tỷ lệ là 2 lượng bột và 1 lượng nước. Rồi cho hết 200g vô luôn. Các bạn sẽ trộn đều nha, cho phần nước, sữa nó phủ đều vô trong bột. Rồi mình sẽ múc một muỗng cà phê, bơ mình cho vô. Bơ thì cho cái bánh nó thơm hơn, nếu mà không có thì các bạn dùng một muỗng canh dầu ăn cũng được. Tại mình dùng cái muỗng cà phê nhưng mà mình múc cho nó hơi vung lên á. Nhồi đều nha, cho bột nó dẻo mịn lại. Nhồi một hồi thì các bạn thấy bột nó dẻo quá nè, và nó mịn luôn. Mình sẽ để đây mình ủ 10 phút cho bột nó mịn hơn. Sau 10 phút thì bây giờ mình lấy cái khối bột ra để mình nhồi. Các bạn không có cần ủ đến khi mà nó nở đều nha. Mình chỉ cần ủ sơ 5 đến 10 phút thôi, cho cái bề mặt nó láng hơn. Rồi mình phủ thêm chút xíu bột mì nữa. Các bạn sẽ đè cho nó hơi dẹp dẹp xuống, rồi mình nhồi sơ khối bột. Để chút xíu quá, nhưng mà khi mà mình nhồi á, bột nó dẻo, nó dễ nhồi lắm. Bên ngoài nó cũng láng hơn nữa nè. Còn nếu mà mình lấy mình nhồi liền thì cũng được, nhưng mà nó hơi lâu chút xíu. Phủ thêm bột khô. Rồi các bạn sẽ ấn dẹp ra, mình chia bột luôn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh tiêu hình tam giác nha. Thì mình sẽ cán cho thật là mỏng khối bột ra. Xong rồi cái mình họ tạo hình á. Bột của mình đã cán thật là dẹp mỏng. Rồi mình dùng cái tô nè. Mình sẽ ấn nó xong cái mình cho nó ra cái dạng hình tròn á. Phần bột thừa này thì một chút nữa mình nhồi sơ lại, rồi cái mình cán dẹp làm tiếp. Bây giờ sẽ chia ra. Nếu như mà các bạn làm cái bánh tiêu tròn á, thì khỏi cần phải làm cái bước giống mình nha. Chỉ cần vo tròn rồi cán dẹp là được à. Mình làm vậy cho nó lạ hơn. Rồi các bạn sẽ lấy từng cái viên bột á, mình cho vô trong mè trắng. Sẽ phủ đều hai mặt, cho mè nó bám thiệt là nhiều luôn. Rồi cái mình để qua một bên. Bám càng nhiều mè thì chút mình chiên lên nó ngon nha. Tại vì lúc mà mình chiên á, nó còn bung ra nữa đó, nó không có dính vô hoàn toàn đâu. Và làm tương tự, xong rồi các bạn để qua một bên. Nếu như cái mặt bột mà nó hơi khô á, các bạn có thể quét chút xíu nước để cho nó bám mè tốt hơn. Làm xong rồi thì mình sẽ đậy kính lại và mình ủ trong vòng 30 phút để cho bột nó nở ra. Khi mà cái phần bột của mình nó nở ra nè, tùy theo nhiệt độ nha, có thể ủ từ 30 phút cho đến 1 tiếng đồng hồ. Đến khi nào mà các bạn thấy cái miếng bột của mình nó nở phình ra và mình cầm lên nó mềm xốp. Mình chuẩn bị dầu nóng thì mình cho bánh vô chiên. Các bạn chiên ở lửa nhỏ vừa, đừng có chiên lửa lớn quá, bánh chín áp thì nó không kịp nở á. Mình vừa chiên mình vừa đè đè nó xuống vậy nè, để cho cái bánh nó được ngập ở trong dầu. Tại vì khi mà mình cho vô á, bánh nó sẽ nổi lên trên không à. Khi mà bánh nó nở đều lên thì mình hãy cho cái thứ hai vô. Làm vậy để cho bánh nó nở đều và nó vàng đều.
Cho vô thì các bạn cũng đè xuống chút xíu nha. Rồi cái bánh bên đây nó vàng rồi nè, mình thấy nó vừa mát rồi thì mình sẽ gấp nó lên, nó nở lên. Cách này rất là dễ các bạn, làm là thành công 100% luôn á, bánh nở đều, không có bị chai. Xong rồi cái mình thả tiếp cái thứ hai vô nữa. Các bạn đừng có chiên nhiều quá trong một lần nha, mình chở không kịp á, là cái bánh nó không kịp nở mà nó bị vàng á. Mình chiên từ từ thôi. Và dầu hơi nhiều một chút nha, để cho cái nhiệt độ nó được nhiều hơn á, nó giữ hơi ấm được tốt hơn. Rồi mình cho tiếp cục bột tiếp theo nha. Và cũng tương tự, các bạn chiên cái miếng bánh này vàng thì mình vớt lên, xong rồi cái mình chiên tiếp cái bánh thứ hai. Làm vậy thì bánh rất là ngon và nó nở đều nữa. Chiên xong hết rồi thì mình để cho nó ráo dầu. Những cái bánh tiêu hình tam giác rất là dễ thương. Bánh thì nở đều, căng tròn, bên ngoài thì phủ một lớp mè trắng. Rồi mình vớt lên hết rồi nè. Vậy là thành công cái món bánh tiêu chỉ trong vài phút thôi. Mình chỉ hơi lâu chút xíu là cái bước mà mình ủ bột, nhưng mà làm thì rất là nhanh. Cho ra cái bánh bên trong thì nó xốp, mềm. Khi cầm cái bánh lên mình cảm nhận được cái độ xốp mềm, nó không có bị nặng tay. Rất là xốp luôn. Tay bánh nở đều nha. Bên trong nó bồng lên. Cái phần bột bên trong á các bạn, nó mềm á và nó thơm cái mùi sữa nữa. Thì làm cái sữa ăn nó sẽ ngon hơn á. Có độ ngọt nè, và ngọt cũng vừa thôi nha, chứ không có quá ngọt, ngọt dịu dịu thôi. Và phần bột thì nó mềm mềm bong bong, mình ăn giống như là mình ăn cái bánh mì mà bánh mì ngọt á. Nó thơm lắm. Với cách làm này á thì mới lạ hơn cái cách làm truyền thống. Nhưng mà thành công 100%, không có bị thất bại, bánh không có bị chai cứng. Mà làm nhanh gọn lẹ nữa, không có cần các bạn phải mất nhiều công, mà bánh vẫn ngon và thơm. Mình cho ra các công thức á, thì mình đã áp dụng thử. Thành công thì mình mới chia sẻ đến các bạn, cho nên là các bạn làm yên tâm nha, không có bị thất bại đâu. Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng nha. Đừng quên đăng ký kênh để nhận những video mỗi ngày ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.